Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở là gì em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 15 tháng 9 năm 2022. Thì tối nay bên cơ sở Lan Rừng nhà em có cập bến rất là nhiều những cái mặt hàng kg, đặc biệt là những cái giò hàng lan thuần, những cái tác phẩm phải nói là tuyệt vời, vô cùng là đẹp, chơi hoa Tết cô chú anh chị nhá. Mà giá thì vô cùng là rẻ ạ, vô cùng là rẻ luôn cô chú anh chị nhá. Chưa bao giờ rẻ đến vậy luôn. Và bên cơ sở Lan Rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở Lan Rừng nhà em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái lô kiều vàng. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, hiếm khi nào mà có được cái lô kiều vàng nó đẹp một cách xuất sắc như thế này. Hàng rất là xanh lá và thân cực kỳ là mập và khỏe nhá. Và em bán với giá là 180.000 cho 1kg. Thì cái dòng kiều vàng từ trước nay giá không bao giờ dưới 180 cô chú anh chị ạ. Mà lô hàng về để được đẹp như thế này thì rất là hiếm hoi luôn. Nên là nếu như cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cái dòng kiều vàng thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Và sau bên này đây sẽ là cái dòng dáng hương Hải Âu ạ. Những cây lá xếp rất là xinh như thế này. Đó, một cái dòng lan mà có hoa rất là xinh đẹp nhá. Giá em bán là 120.000 cho 1kg thôi. Em sẽ bán từ 0,3kg luôn đấy ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan dáng hương đuôi chồn. Cái dòng hàng phải nói là xanh và căng tươi đẹp một cách xuất sắc. Cây thì không quá lớn và cũng không quá nhỏ. Cô chú anh chị về trồng trụ hay là ghép lũa đều rất là tuyệt vời. Giá em bán là 180.000 cho 1kg cô chú anh chị này. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng nhạn tháng 4. Được coi là chị em song sinh của dòng lan hoàng nhạn tháng 8. Có lẽ nói về cái dòng hương thơm trong cái dòng hoàng nhạn dáng hương ấy thì có lẽ cái dòng không có gần có lẽ là không có loại lan nào mà thơm hơn cái dòng hoàng nhạn này luôn ạ. Em bán với giá là 600.000 cho 1kg, em sẽ bán từ 0,1kg. Và hàng này thì em có những cái cây nhỏ, cây nhỡ của chú anh chị nhá. Hàng này chắc khoảng tầm 3 cho đến 5 cây cho 100g thôi cô chú anh chị ạ. Đấy thì với 100g cũng đủ cô chú anh chị làm một giò rất là xinh. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình giúp em này. Em có cái lô này gọi là lô số 1 này cô chú anh chị này. Ba cây xếp rất là đẹp đúng không ạ? Ba cây này em xin phép được bán với giá là 70.000 này, là hình số 1 nhá. Và hình số 2, hình này chắc phải tầm hai mấy cây. Đó. Hình này cũng chắc khoảng tầm 24 25 cây gì đó, em bán với giá là 80.000. Và hình số 3 là một cái hình hình số 3 là ba cây rất là lớn. Và đặc biệt là cây bản lá rất là to và tròn cực đẹp luôn. Đây cô chú anh chị này. Nếu như cô chú anh chị nào mà muốn chọn những cái cây gọi là đẹp thì có thể thấy hình này. Hình này có 3 cây to như vậy nhá cô chú anh chị nhá, 180.000 ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng phi hạc ạ. Một lô như thế này đủ cô chú anh chị làm một giò đẹp luôn đúng không ạ? Lô này em gọi là lô số 1, em bán với giá là 70.000 thôi nhá. Và lô số 2 là chỗ này em có hai rề thân căng mướt luôn cô chú anh chị này. Mặc dù là không có nhiều lá nhưng đảm bảo là cô chú anh chị có một mùa hoa đẹp. Lô số 2 cũng 70.000 ạ. Và bên này thì em có hai cái phần hải Henry. Mỗi một phần như thế này chắc là cô chú anh chị cũng phải ghép được khoảng tầm 3 giò hoặc là 4 giò. Hải Henry ạ. Cái sắc hoa tím hồng cánh sáp rất là dày và bền hoa. Với giá em bán một lô như vậy là 50.000 thôi. Sang bên này đây thì em có dòng địa lan Trần Mộng Xuân. Khi mà nói đến hoa Tết thì có lẽ là người ta không thể nào mà không nói đến cái dòng địa lan Trần Mộng Xuân. Một cái dòng địa lan mà gắn liền với cái huyền thoại về giấc mộng vua Trần. Hiện tại thì cái cây này này là đang bắt đầu là có hình thành nụ hết rồi cô chú anh chị nhá. Và chắc chắn là cô chú anh chị mà lấy bây giờ ạ, cô chú anh chị về trồng mà nó không chết ý, thì chắc chắn cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một mùa hoa Tết tuyệt vời. Với cần hoa dài cả mét và độ bền của hoa khoảng tầm trên 2 tháng. Khoảng tầm 3 tháng của chú anh chị ạ. Mà hàng này thì cô chú anh chị thấy ạ, mình không chỉ chơi hoa đẹp mà cái thân lá cũng rất là tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị làm một cái chậu, trồng vào một cái chậu rất là chậu to đi, để ở khoảnh sân hay là cái khoảnh sân trước cửa nhà, chắc chắn là tạo ra một cái không gian xanh vô cùng là tuyệt vời luôn. Em bán với giá chỉ có 90.000 cho 1kg thôi nhé cô chú anh chị nhé. 90.000 cho 1kg. Hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo hình. Riêng cái dòng này này thì em thấy là thời điểm hiện tại cô chú anh chị về trồng ấy thì là sẽ không có bị chột nụ đâu cô chú anh chị ạ. Chắc chắn là sẽ được thưởng thức hoa nhé.
Dạ, sang bên này đây thì em có những cái dòng hàng lan thuần rất là tuyệt vời luôn của ngày hôm nay. Đấy, ngoài cái hàng bán cân cân á, thì cái trần mộng xuân này em còn bán theo hình. Nếu cô chú anh chị có thể chọn theo hình thì lát nữa em sẽ giới thiệu từng hình một nhé. Sang bên này sẽ là những cái cây lan thuần mà hôm nay bên em vừa cập bến đẹp một cách xuất sắc cô chú anh chị ạ. Hôm nay thì em về cái lô hoàng thảo chuỗi ngọc này cô chú anh chị này. Lô hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Mỗi dòng lan mà cái thân thắt đốt sáng bóng như những hạt ngọc luôn cô chú anh chị này. Hiện tại thì cây đã thắt ngọn hết rồi và cũng đang bắt đầu là hình thành nụ nhá. Cái dòng lan mà hoa vô cùng là rực rỡ luôn. Không chỉ đẹp hoa, đẹp thân lá mà hoa thì cực kỳ là tuyệt vời, có hương thơm. Độ bền của dòng này cũng trên 1 tháng cô chú anh chị ạ. Đó. À, đảm bảo khi cô chú anh chị mà được thưởng thức cái dòng hoa của hoàng thảo chuỗi ngọc này thì sẽ làm cô chú anh chị vô cùng là hài lòng về sắc đẹp của nó. Một cái chậu như thế này, nhiều thân và đẹp cô chú anh chị ạ. Em bán là 160.000 cho một chậu hoàng thảo chuỗi ngọc nhé. 160.000 cho một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc. Và hàng hôm nay vừa mới cập bến, đẹp long lanh luôn cô chú anh chị này. Đó, đẹp long lanh luôn ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò đen rô xuân. Cái dòng đen rô xuân có hương thơm, hoa có hương thơm, cánh bầu. Hoa thì nó dòng đen rô xuân này thì hoa của nó là mặt hoa xổ số thôi cô chú anh chị ạ. Nhưng mà mặt bông nào thì cũng rất là tuyệt vời nhé cô chú anh chị nhé. Dòng đen đô xuân này, mặt bông nào cũng rất là xinh. Đó. Độ bền của nó phải trên 2 tháng và thơm. Hiện tại thì cây đã đứng thắt hết ngọn rồi này. Đó, để tích dưỡng chất, chờ đợi cho một mùa hoa rực rỡ ở Tết tới này nhé. Mùa chậu như vậy thì nó sẽ rơi khoảng tầm 5-6 thân hoa trở lên đấy ạ. Em bán với giá chỉ có 150.000 cho một chậu đen đô xuân rất là đẹp như thế này. 150.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Dòng đen đô xuân này cô chú anh chị nào mà đã từng chơi sưu tầm lan lâu rồi chắc chắn là biết là cứ mỗi một năm đến Tết ý, thì hàng bên Trung Quốc người ta tuồn sang Việt Nam mình rất là nhiều đúng không ạ? Thân nó không được khỏe như thế này đâu cô chú anh chị ạ. Người ta kích hoa và cũng như là trồng ở trong nhà kính ý, nên là về khi mà cô chú anh chị trồng thì nó sẽ rất là khó chăm sóc. Còn hàng này là hoàn toàn của Việt Nam mình đấy ạ. Về cô chú anh chị thưởng hoa một mùa hoa đẹp xong rồi có thể để giống rất là khỏe cây. Đấy, cây hiện tại đã bắt đầu là đứng ngọn và thậm chí đã lên bắt đầu lên mầm mới rồi. Có 150.000 cho một chậu thôi. Hàng bên Trung Quốc về thì được cái là nó nhiều nụ, khi đó nhiều nụ nhưng mà lại 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 vô cùng là đắt, chỉ khoảng 2 thân thôi cũng trên 200.000 rồi ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan Kiều Lộc Bắc nhé cô chú anh chị nhé. Một cái dòng kiều mà trước đây một chậu là vài 300.000. Hiện tại một cái chậu như thế này với giá có 130.000 cho một cái chậu kiều lục bắc thôi ạ. 130.000 cho một cái chậu kiều lục bắc này. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu hồ điệp ạ. Cái dòng hồ điệp lá mít tròn vo rất là xinh đẹp luôn. Cây hiện tại là đang có ngồng hoa nhé. Đây là cái dòng lan này sẽ sổ hoa sắc tím hồng rất là xinh. Đấy, cô chú anh chị có thể sở hữu một chậu hoặc là hai chậu khi mà cô chú anh chị khi cho vào trong cái để trong phòng khách là bàn làm việc hay phòng ngủ, tạo cái không gian rất là tuyệt vời. Em bán một cái chậu như thế này với giá chỉ có 50.000 thôi. Ngay từ cái nụ của nó bắt đầu lên đã có cái sắc màu đỏ hơi tím tím rồi đấy ạ. Sang bên này đây sẽ là những cây lan hài đã trồng thuần ở chậu cô chú anh chị này. Cái dòng lan hài hoa vô cùng là bền luôn, từ khi nó làm nụ cho đến đến khi mà nó nở và nở hoa, nở độ nở thôi thì cũng đã khoảng trên 2 tháng rồi. Đấy. Bông hoa rất là xinh đẹp đúng không ạ? Cho ai yêu mến cái dòng lan hài. Mỗi chậu lan hài mau rie xanh có ít nhất là 2 thân khỏe đẹp như thế này với giá em bán 250.000. Dòng Lecocilium hoa rất là thơm, dễ thuần, dễ chăm nhé. Với giá em bán là 150.000, hoa đốm to và rất là thơm ạ. Sang bên này sẽ là những cái chậu lan kiếm này. Dòng kiếm tiên vũ hàng rừng, thân căng mướt, bóng bẩy rất là đẹp như thế này. Đấy, cần hoa có thể dài cả mét và có hương thơm nhẹ nhàng nhé. Và một chậu kiếm tiên vũ như vậy em bán với giá chỉ có 110.000 cho một giò thôi. Cây to và đã trưởng thành đủ đáng cho hoa hết. Sau bên này đây sẽ là những cái cây đen rô nắng, cái dòng đen rô ra ra, cái sắc hoa tím hồng rất là xinh, hoặc là hoa tím pha tím pha trắng ạ. Cô chú anh chị nhìn ạ, đó, màu sắc rất là xinh đẹp. Một chậu như thế này khá là nhiều giả hành, cây rất là khỏe và đây là hàng trồng của Việt Nam mình ấy cô chú anh chị. Thì ạ, cây rất là khỏe và nhiều thân, hàng này sẽ cho mình hoa quanh năm ạ. Giá em bán là 60.000 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé. 60.000 cho một chậu đen rô ra ra này ạ. Và tiếp theo sang bên này đây, cô chú anh chị, em có những cái cây lan, những cái giò lan rất là xuất sắc, những tác phẩm cực kỳ là tuyệt vời như lúc nãy em đã nói. Em đã chia ra theo từng hình rồi với giá em nghĩ rằng là nó quá là rẻ với những cái giò lan đẹp như vậy nhá. Xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị ạ.
Trước tiên thì em vẫn có một số cái hình kiều dẹt. Em còn một vài cái hình kiều dẹt. Đây là hàng kiều dẹt của rừng Việt Nam mình. Nên là về cô chú anh chị trồng sẽ cây sẽ rất là khỏe, cũng như là dễ thuần, dễ chăm nhá. Đấy, sắc hoa của nó sẽ cũng sẽ vàng rất là đậm. Một trong những kiều gọi là đẹp nhất trong tất cả dòng lan kiều và hiếm đấy ạ. Hình kiều dẹt số 1, một cái lô rất là nhiều như thế này em bán với giá là 180.000 nhá. Và hình số 2, hình số 2 ạ, em có chỗ này là có 3 rề, thân rất là căng, mượt và đẹp. Hình này em xin phép được bán là 180.000. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 3. Hình số 3 này cũng là 3 rề cô chú anh chị này. Nói chung là dòng này thì lá của nó rất là mỏng nên là nhìn nó cũng sẽ có phần hơi héo, nhưng đảm bảo cô chú anh chị là trồng, dễ chăm và dễ sống nhá. Em bán là 180.000 cho hình số 3. Hình số 4, hình số 4 này em có một cái rề lớn và thêm một cái rề nhỏ nữa, thân căng to và đẹp. Em bán cái hình này với giá là 180.000 cho hình này thôi ạ. Sang bên này sẽ là những cái giò trầm rừng ạ. Là hàng zin trầm rừng. Cái giò trầm rừng này, một cái chậu trầm rừng này em bán có 130.000 thôi. Là hình số thì hình tiếp theo là hình số 6, một cái giò trầm rừng thân nú luôn. Với giá 130.000 ạ. Và hình số 7 em bán là 110.000 cho giò trầm rừng này để cô chú anh chị sưu tầm nhé. Hàng trầm rừng không rẻ đâu cô chú anh chị ạ, hiện tại 1 cân trên 1 triệu. Hình tiếp theo hình 8 cũng là 110.000 và hình 9 em bán là 120.000. Sau bên này sẽ là những cái giò long tu xuân. Cô chú anh chị nhìn cho em, đây là những cái giò long tu xuân của vườn nhà em ấy ạ. Nên là cái thân của nó rất là đanh, khỏe và nù mập, hiện tại cây đã thắt ngọn hết rồi nên là nơi ấm ấy thì có thể nở hoa tết nhé. Hình số 10 140.000 thôi cho giò long tu xuân này ạ. Rất là xinh đẹp luôn đúng không ạ? Hình tiếp theo là hình số 11 này. Cũng là 140.000, hiện tại cây đã hình thành hết nụ rồi cô chú anh chị này. Dạ, mắt nụ bên dưới này. 140.000 cho hình số 11. Tiếp theo là hình số 12. Hình số 12 em bán với giá là cũng là 140.000 và hình số 13 là 140.000. Thoải mái cô chú anh chị chọn những cái giò ưng nhá. Tiếp theo sang bên này đây sẽ là hình số 14. Hình 14 này em bán với giá là 140.000. Hình số 15 150.000. Và hình số 16, long tu xuân số 16 đấy ạ. Thân đẹp một cách óng ả luôn, rất là nhiều thân. Mặc dù nó hơi ngắn nhưng mà rất là mập khỏe. Hình này em bán với giá là 150.000 và hình số 17, một cái giò vôi duy nhất ạ. Giò vôi duy nhất này em bán là 150.000 và bên này, hình 18 sẽ là một cái chậu phi điệp cánh viền nhá cô chú anh chị nhá. Phi điệp cánh viền, một cái dòng phi điệp mà rất là đẹp, đã được công nhận ở những cái rất là nhiều những cái hội triển lãm, bởi vì cái dòng phi điệp cánh viền này đã đi rất là nhiều triển lãm và được giải rất là cao ạ. Cái mặt bông cực đẹp luôn nên là được nhân giống và dự giống nhá. Hình số 19 này em bán 130.000 cho chậu phi điệp cánh viền này thôi. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 18, cũng là 130.000 ạ. Và tiếp theo sẽ là hình 20. 20 là 130.000. 21 phi điệp cánh viền này em cũng bán với giá là 140.000 và hình số 22 cũng là 140.000 cho giò phi điệp cánh viền này, rất là đẹp. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 23, có 120.000 cho giò phi điệp cánh viền này thôi nhá. Trước đây là một thân phi điệp cánh viền này, bình thường hàng hoa Tết như năm ngoái, một thân cũng trên 100.000 ạ. Sau hình tiếp theo hình 24, 140.000, quá là đẹp đúng không ạ? Hình số 25 là 140.000 nhá. Và sang bên này đây sẽ là những cái bảng giả hạc Pháp ạ. Những cái bảng giả hạc Pháp siêu đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Cái hàng này ấy, thân to mập nú luôn ạ. Về cô chú anh chị, cái dòng này này, về cô chú, đây là cái dòng cây gọi là giả hạc Pháp, thân rất là mập. Thân rất là mập cô chú anh chị ạ. Cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Cái bảng giả hạc Pháp này, trước nay thì cô chú anh chị thấy là những cái thân to như thế này người ta phải bán thân trên 100.000 ạ. Thì hiện tại này, cái giò giả hạc Pháp này rất là đẹp. Em bán với giá có bao nhiêu ạ? 190.000 cho cái bảng giả hạc Pháp này. Dạ, đây là cái mặt bông của dòng giả hạc Pháp nhé, cô chú anh chị nhé. Hoa của nó nở rất là tự nhiên và mầm gốc thì lên rất là khỏe luôn. Cái dòng giả hạc Pháp này này, cô chú anh chị không cần phải kích hoa gì đâu ạ. Không cần phải kích hoa gì cả. Chỉ cần nó xuống lá sẽ cho cô chú anh chị những cái giò lan gọi là hoa cực kỳ là sai bông và đều bông nhé. Và cái sắc hoa của nó là sắc hoa tím đậm. Tím đậm cô chú anh chị ạ. Nếu như mà nó nở trong vườn cô chú anh chị, chắc chắn một điều rằng tím đỏ rất là đậm. Chắc chắn một điều rằng nó sẽ cực kỳ là nổi bật luôn. Cái dòng giả hạc Pháp này này cô chú anh chị này. Rồi ạ, em xin phép được giới thiệu tiếp những cái giò tiếp theo cô chú anh chị này. Hình tiếp theo sẽ là hình 27. Hình 27 cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Một cái giò rất là tuyệt vời luôn. Cái thân nù ú luôn, nhìn đẹp quá là đẹp luôn ạ.
Cái giò này em xin phép được bán với giá 220.000 nhé, cô chú anh chị nhé. Cái giò này như 1-2 năm trước đây thì chắc là phải rơi vào 800-900.000. Hiện tại có 220.000, cô chú anh chị sở hữu ngay một cái giò lan chắc chắn một điều, không làm cô chú anh chị thất vọng. Không làm cô chú anh chị thất vọng luôn. Cái hình tiếp theo sẽ là hình số 28 này, cái giò 28 này. Xin phép được bán với giá là 180.000 đấy ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 29 ạ. 29 đây cô chú anh chị này, thân căng mập cực đẹp luôn với giá 210.000. Và hình tiếp theo hình số 30 cũng là 210.000. Và hình 31 này cô chú anh chị này, thân dài và rất là mập nhá cô chú anh chị nhá. Hình số 231 em bán 220.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 22. Hình số 22 đây ạ. Quá là sum xuê quá khủng luôn đúng không ạ? Hình này em bán với giá 220.000. Và tiếp theo là hình 23 đây ạ. Cái giò 23 đây cô chú anh chị nhá. Thân siêu to mập và đẹp luôn. Lô này về quá là ưng, 220.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 34. Em bán với giá là 190.000 cho cái giò này này. Tiếp theo là hình 35. 220.000, 220.000, 2, 4, 6, 8, 9 thân gì đó. To mập, to đùng luôn ạ. Sau hình tiếp theo là hình 36, 220.000. Đấy, thân dài nhất phải tầm mét, đến cả hơn mét, mét hơn mét luôn đó cô chú anh chị. Quá là đẹp đúng không ạ? 220.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 37. Đây là cái dòng lan đại ý thảo nhá cô chú anh chị nhá. Dòng đại ý thảo này nó là hàng cây rừng. Nhưng hiện tại là hàng rừng không có rồi cô chú anh chị ạ. Bây giờ chỉ còn có những cái chậu lan, giò lan thuần thôi. Rất là hiếm hoi luôn. Cái giò đại ý thảo 37 này em bán với giá 220.000 ạ. Và hình số 38 đại ý thảo 210.000. 210.000 nhá. Và dòng đại ý thảo 24 em cũng bán 240.000 cho giò này, rất là sum xuê. Và hình tiếp theo sẽ là hình số đó, hình số này, hình này là hình 38. Hình 38 là 210.000 và hình 39 là 240.000. Hình tiếp theo sẽ là hình số 40, 210.000 ạ. Quả rất là mập đẹp đúng không ạ? Tiếp theo sẽ là hình số 41. 41 em bán cũng 210.000 đấy ạ. Hình 42. 42 em bán với giá là 190.000 thôi. Hình 43 cũng là một cái tác phẩm tuyệt vời luôn ạ. Em bán với giá là 220.000. Và hình 44 210.000. Và hình 45 đại ý thảo 45 ạ. Giá em bán là 220.000. Và hình 46 với giá em bán là 200.000. 47 là trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi. Cái dòng trầm mà đã được giữ giống rất là lâu rồi. Cái dòng trầm cổ này thì không thể nào lẫn đi đâu được cô chú anh chị ạ. À, tại vì là khi mà thân này nó trưởng thành và đứng ngọn ấy, nó sẽ dần dần chuyển sang là một cái màu xoắn đỏ, khác biệt với cái dòng những dòng lan khác, hoa đỏ đậm và rất là thơm. Đấy, cái giò này thì em xem chắc phải rơi vào tầm 8-9 thân gì đó, em bán là 170.000 nhá. Và sang hình tiếp theo thì 48 cũng là một cái trò giò trầm cổ, trầm thanh củi này. Em bán cũng 170.000 thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò trầm rồng đỏ siêu VIP luôn cô chú anh chị nhá. Siêu VIP mà giá thì rẻ bất ngờ luôn ạ. Cái giò trầm rồng đỏ này đem gọi là hình số 49 ạ. Đây nhá cô chú anh chị nhá. Để em so cái ngón tay của em, hiện tại cây đã bắt đầu là đứng ngọn rồi, đã bắt đầu thắt ngọn rồi. Cái dòng này là hoa Tết đấy cô chú anh chị. To, thân to như cái ngón tay cái nhá cô chú anh chị nhá. Một cái thân như thế này trước đây chắc chắn là không dưới 100.000, mà thậm chí trước đây những năm trước đây em bán là một thân phải trên 200.000. Thì cái giò trầm hiện tại là có tất cả là 2-3 thân lớn và 2 thân ngắn hơn. Rất là to, mập và đẹp. Đấy, thân to nhất chắc phải cao tầm 50 cm. Và giá ở đây là bao nhiêu ạ? Giá ở đây thì siêu rẻ, đó là có 160.000 cho cái giò trầm rồng đỏ này thôi nhá. 160.000 thôi cô chú anh chị. Là một cái giò đẹp, một cái tác phẩm tuyệt vời ở cái mùa xuân cũng như Tết tới này nhá. 160.000 thôi ạ. Sang hình tiếp theo ạ. Hình tiếp theo cái giò này cũng là 4 thân. Thân cao nhất chắc khoảng cao khoảng tầm 60 cm. Nó to như cái ngón tay cái luôn cô chú anh chị ạ. To như hơn cả ngón tay cái luôn cô chú anh chị, tưởng tượng nó cực kỳ là khủng luôn. Đấy, xếp rụt rịt và siêu nù luôn. Cái giò này có tất cả là 4 thân cao đẹp và thêm 1-2 cái thân ngắn nữa. Cái giò này em xin phép được bán nó với giá là 180.000 cô chú anh chị nhá. Đó là giò số 50 ạ. Sau bên này đây sẽ là cái giò 51 này. Giò 51 này có 2-4 thân. Cái thân cao nhất ở đây cũng cao trên 60 cm cô chú anh chị nhá.
Váy giò này thì em chỉ bán với giá có bao nhiêu ạ? 140.000 cho cái giò này thôi ạ. 140.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Ở đây thì cái thân này nó bị hơi bị xước ở đây một tí xíu, nhưng nó không có làm sao đâu nhá. Đó. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 52. Hình 52 này thì có 5 thân, 3 thân cao, 3 thân cao trên 50 cm nhá. 3 thân cao trên 50 cm. Với hai cái thân ngắn hơn này, váy giò này em bán với giá là cũng là 140. Em bán là 150.000 cho cái giò này nhá. 150.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 53. Cái chậu 53 ạ. Chậu 53 này có tổng tất cả là 5 thân cao này. Đó, 5 thân cao, thân cao nhất cũng khoảng tầm 60 cm. Và những cái thân còn lại này khoảng tầm 40-45 cm. Rất là to, đẹp luôn. Cái giò này em xin phép được bán với giá cũng là 190.000 cho cái giò này. Trước đây một cái giò như thế này chắc phải rơi tầm 600 cô chú anh chị ạ. Hiện tại là 190. Hình tiếp theo sẽ là hình số 54. Cái giò 54 này thì cũng là cái giò 4 thân, trong đó 2 thân cao nú khoảng tầm trên 50 cm. Thêm 2 thân thấp hơn cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn. Váy giò này em xin phép được bán với giá chỉ có 150.000 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 55. Cái giò 55 này này. 2, 4, 6 thân. 6 thân. Thân nào thân đấy mập nù rụt rịt. Rất là đẹp. Giò này em bán với giá là bao nhiêu ạ? 190.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 56. 56 này thì có 2, 3 thân. 6 thân ạ. 6 thân này em bán với giá là 170.000 cho cái giò này ạ. Quá là rẻ bèo luôn nhé. Quá là phải nói là siêu rẻ luôn. Hình tiếp theo thì 58. 58 này. 2, 4 thân. 4 thân rất là mập. Em nhập được cái lô rẻ nên là cũng sẽ giao lưu cùng cô chú anh chị giá cực kỳ là rẻ như thế này đấy ạ. 4 thân đều, cao khoảng tầm 50 cm. Em bán giò này với giá 190.000. Sang hình tiếp theo là hình 58. 58 này cô chú anh chị này. Cái chậu 58 này là có 2, 4, 5 thân. Thì trong đó là có một cái thân này bị chảy xước này cô chú anh chị này. Bị xước, bị dập ở đây nhá. Nên là 2, 4, còn 5 thân khỏe đẹp cô chú anh chị ạ. Có một thân bị xước. 2, 4, 6 thân. Có 6 thân thì trong đó có một thân bị xước. Nên cái giò này em xin phép được bán với giá là 160.000 cho cái giò này ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số. Đây là cái giò số 59. Giò số 59, 4 thân to đùng luôn. 190.000 cô chú anh chị nhé. 190.000 cho giò trầm rồng đỏ này. 60 là mỗi giò dáng phần dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Cái lô cáo này thì có tất cả là 13 cây nhá. Thì giá em bán chỉ có 100.000 thôi. Nói chung cái mùa này là mùa hanh khô ở chỗ em ấy, đang mùa thu rất là hanh khô. Nên là cây không có được căng mướt đẹp. Nhưng mà đảm bảo cây là em chọn lựa rất là kỹ luôn. Hình tiếp theo hình số 61. Với giá em bán là 9 cây, 100.000. Hình 62, 13 cây, em bán là 100.000. Và sang hình tiếp theo, hình 63, Trần Mộng Xuân, cô chú anh chị nhé. Cái dòng Trần Mộng Xuân ạ, như lúc nãy em đã nói rồi, em bán hàng cân. Hiện tại cây đang bắt đầu là hình thành mầm nụ này. Cô chú anh chị này, hình thành mầm nụ nhé. Là đang bắt đầu là có những cái mầm nụ, bắt đầu một số cây có mầm nụ sớm là đã hình thành rồi. Đó, thì cái hình 63 này là một cái dề tròn vo rất là xinh đẹp luôn. Giá hành bự chảng. Bán giò này thì giá 200.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 64. 64 em bán với giá là một cái giò tròn cực kỳ là đẹp, 420.000 nhá cô chú anh chị nhá. Một cái giò rất là to khủng và đẹp luôn. Xanh mướt luôn cô chú anh chị này. Vậy cô chú anh chị cứ để vậy đặt vào chậu đi. Đến mùa hoa Tết chắc chắn là sổ bông siêu đẹp luôn. Sang bên này đây thì là em có cái hình 65, 140.000 cho toàn bộ cái lô này, có hai dề ạ. Và hình tiếp theo hình 66, hình 66 cũng là một dề rất là to nhé. 320.000 cho cái dề này. Lá dài rất là đẹp. Và hình 67, hình 67 đây là nguyên một dề. Thân căng mướt và lá rất là đanh. Đó, cái dề này em bán với giá là 130.000. Và sang hình tiếp theo hình 68. 68 cũng là một cái dề thân lá ngắn, tròn vo, đẹp. Với giá em bán là 260.000. Và sang hình 69. 69 ạ, cái dề này em bán với giá 260.000 nhé. 260.000 cho giò này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 6, hình số 70. Hình số 70 này em bán với giá là 170.000 cho cái dề này này. Và hình 71, chỗ này em có 2 dề ạ. 71 chỗ này lô này 2 dề và em bán là 130.000. Và 72, chỗ này cũng là nguyên một dề này. 72 nguyên một dề. Đẹp đúng không ạ? Cái chỗ này về cô chú anh chị cho vào chậu đi một chậu rất là vừa luôn.
Bán giò này với giá là 180.000 và hình 73. 73 thì cái chỗ này là có tất cả là 4 dề luôn đấy cô chú anh chị. 3 4 dề gì đó luôn. Lô này em bán với giá chỉ có 160.000 thôi ạ. Ngoài ra thì cô chú anh chị cũng có thể mua hàng theo cân nhé cô chú anh chị nhá. Mua hàng theo cân thì em bán với giá là 100 đâu có 90.000 cho một cân thôi. Cô chú anh chị cùng em ngắm lại cái bông rất là xinh đẹp của dòng Dendro. Cái bông hoa nở sớm. Sang bên này đây sẽ là những đặc sản của vùng miền Cao Bằng ạ. Măng mầm ạ, vàng ươm cực kỳ là ngon cô chú anh chị ạ. Thưởng thức một lần chắc chắn là cô chú anh chị sẽ không bao giờ quên cái món măng mầm này của bên shop em luôn. Với giá 200.000 cho 1 kg. Và bên này sẽ là cái bên này là cái chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng, 170.000 cho một túi. Chè trồng ở vùng núi Phe Đén với độ cao trên 1.000 m² cô chú anh chị nhé. Hương thơm vị ngọt rất là đặc biệt. Bên này thì em có cái dễ mũ tần với giá 120, nó là cổng 150. Và bên này sẽ là chuối hột khô với giá em bán là 100.000 cho một túi 1 kg. Tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây nghiến em bán 190. Và ở bên này thì em còn có cái quả mắc mật khô cô chú anh chị ạ. Giá em bán là quả mắc mật khô này là em bán là 100.000 cho 1 kg. Và bên này thì em có hoàng tinh với giá 200.000 cho 1 kg nhé. Bên này sẽ là các chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho 1 kg. Vỏ thông đẹp. Dớn vụn cái giá thể trồng lan rất là tuyệt vời với giá là 4.000 cho 1 kg nhé. Được cực nhiều luôn, rêu rừng 1 kg 50.000. 1 kg rêu thì được rất là nhiều luôn cô chú anh chị ạ. Rêu này khô căng luôn ạ. Bên này thì duy đỏ 60.000 cho một ống, duy xanh 50.000 và hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một chặt cặp dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. B1 thái 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Siêu da rễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Và phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ này. Và 3 loại phân bón nhé. Và bên này sẽ là 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Sang bên này đây thì em có cái dây bục lan chiều dài 100m, giao cắt kèm theo cực kỳ tiện dụng, 35.000 cho một cuộn này. Chicho để ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói. Chicho để ma này. Và một cái túi là 1 kg như vậy em bán 50.000. Và một hộp 1 kg này với giá là 130.000. Kin bun đặc trị thú nhũn 35.000 cho một gói. À 25.000 cho một gói chứ. Bên này sẽ là phân bón dạng túi lọc 25.000 cho một hộp với 20 túi lọc bên trong, cung cấp dinh dưỡng thích dễ rất là tuyệt vời. Đặc biệt cái sản phẩm đó là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đậu tương, đã ủ men vi sinh cũng như là ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Một cái túi sản phẩm như vậy em bán với giá là 35.000 ạ. 35.000 cho một cái túi sản phẩm như vậy cô chú anh chị nhé. Nói chung là cái sản phẩm này thì có cực kỳ là nhiều ưu điểm. Phần này đã được xử lý và nén viên rất là chật nên là thoải mái cô chú anh chị. Trộn với cả giá thể cũng như là bón một cách trực tiếp cho cây. Và khi cô chú anh chị tưới nước thì phân này sẽ không bị tan mủn ra. Chính vì vậy mà luôn tạo cái giá thể cực kỳ là thoáng và sạch và hạn chế nấm bệnh một cách tối đa. Trong thành phần dinh dưỡng này thì nó không chỉ có phân trâu mà còn có cả dịch chuối và đậu tương, nên là đảm bảo là cung cấp giá trị dinh dưỡng và rất là lâu để cây phát triển một cách tối ưu nhất. Đấy, mà đảm bảo rằng cô chú anh chị bón thoải mái, không sợ bị đen đầu rễ như là những cái dòng phân mà cô chú anh chị đã từng bón cô chú anh chị nhé. Nhiều loại phân bón cô chú anh chị đã sử dụng có thể nhiều cô chú anh chị đã gặp đó là có thể bị chột rễ, bị đen đầu rễ đúng không ạ? Riêng dòng phân này đảm bảo cô chú anh chị một điều là không có sợ bị hỏng rễ, bị đen đầu rễ mà cô chú anh chị bón thoải mái giúp em nhé. Bên này thì em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Lọ như vậy em bán với giá là 40.000. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, và cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn, an thần rất là tuyệt vời luôn. Giảm đau một cách hiệu quả, không gây nóng rát cô chú anh chị nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi.